ngoài trời luôn đấy. Mẹ này nghe trong nhà thì khỏi phải bàn. Quý vị có thấy nghe loa toàn giải đánh ở ngoài trời bao giờ? Nhìn em tét dần. Vãn hết rồi quý vị ạ. À, cảm ơn quý vị đã khuân hết cho em. Vãn hết rồi. Đấy. Quý vị có thấy loa toàn giải nghe ngoài trời bao giờ? Dòng này phải cho phòng khí. Óc chó rồi ấy. Óc chó. Quá đẹp. Ba con này chỉ 22 mà đánh hay được. Này có ổn áp điện mới tốt. Điện mà cắm chập chờn nguy hiểm lắm.